làm ướt mặt sau đó mới tẩy trang. Đừng làm như thế nha. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với video của Hà Đại Ca. Và trong video ngày hôm nay, Hoa sẽ mách cho bạn cái tip kiểu tẩy trang hiệu quả và đúng cách nha. Có rất nhiều bạn thì có thói quen là dùng nước làm ướt mặt đã xong mới tẩy trang, nhưng như thế là một thói quen hoàn toàn sai lầm nha. Với những bạn mà sử dụng tẩy trang dạng nước, khi mà chúng ta đã làm ướt mặt rồi, nó sẽ bị làm pha loãng cái nước tẩy trang đấy ra, và việc tẩy trang nó sẽ không còn đạt hiệu quả cao nữa. Cái thứ hai đó là với những bạn mà thói quen dùng dầu tẩy trang để tẩy trang làm sạch cho các cái lớp make up và kem chống nắng trên da, thì cái việc tẩy trang sau khi làm ướt mặt lại hoàn toàn sai lầm. Khi mà sử dụng dầu tẩy trang thì chúng ta nhớ hai nguyên tắc, đó là tay khô và mặt khô. Và Hóa rất là thích cái việc tẩy trang bằng dầu phía sau, bởi vì dầu thì mới có tác dụng là hòa tan cái lớp dầu trên da của mình. Các bạn có để ý không ạ? Kể cả dầu ăn của mình thì cũng phải dùng một loại dầu khác thì mới có thể hòa tan được dầu. Và khi mà dùng nguyên tắc tay khô mặt khô để tẩy trang thì chúng ta sẽ làm cho toàn bộ cái dầu tẩy trang nó sẽ lấy đi cái lớp dầu ở trong da của chúng ta, và chúng ta sau đấy thì dùng một miếng bông tẩy trang khô lau toàn bộ dầu đi, dùng một chút nước ấm để nhũ hóa sạch trên da, sau đấy thì rửa bằng nước sạch và tiến hành dùng bằng sữa rửa mặt. Vậy nên các bạn nào mà có thói quen là dùng tay ướt và dùng da mặt ướt để tẩy trang thì hãy bỏ cái thói quen này đi nhé. Và hãy follow kênh fanpage của Hòa Đại Ca để có thêm nhiều cái thông tin chi tiết. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Hòa Đại Ca. Bye bye.